Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đa Mỹ Tuần Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình, giọng đọc Lãm, chương 22. Quả thật trong thời gian nằm viện, anh ỷ lại vào Hồng Ân mà bước qua sao? Chuyện Đình Tuấn ra viện lên thẳng máy bay không chào hỏi một ai thì để qua một bên. Nói chuyện Hồng Ân còn đúng 2 ngày phép hôm nay nữa mới chính thức ngồi nhà. Đình Tuấn khỏe chưa? Hôm nay không đến bệnh viện nữa sao? Bị người ta đuổi rồi, không có cho tới nữa. Cái tên khốn đó. Hoàng Ân muốn chửi bậy một hồi, nhưng nhìn Hồng Ân rồi nhớ tới cậu với Minh Quân thì trong lòng lửa gì cũng tắt. Người ta không thương, có vác dao kề cổ thì cũng là không có thương. Không yêu thì không biết thương tiếc. Cũng như Đình Tuấn đâu có bắt Hồng Ân chạy tới bệnh viện lo cho anh ta. Mắng thì đúng ra là mắng Hồng Ân, chứ không phải là mắng Đình Tuấn. Cũng như cậu, người bị ăn mắng nên là cậu, chứ không phải là Minh Quân. Minh Quân thế nào rồi? Nhà không có ai ở, không ấy bảo anh ấy đến ở cho có người. Anh ấy mấy khi ở nhà đâu, khi thì công ty, khi thì công tác, một tháng em chưa gặp được mấy lần hết á. Bảo là tới ở cho có người thì chẳng thà là bảo thằng Trường tới ở. Hay, sao mà cứ nhầm hố bom mà đâm đầu vô thế không biết. Muốn bảo em đừng có để ý tới anh ta nữa, nhưng nghĩ lại bạn thân anh cũng chẳng có tư cách gì để khuyên em. Minh Quân dạo này lao đầu vào công việc dữ lắm, anh ấy cũng gặp thời, hợp đồng chất chồng chất đống. Minh Quân rất là giỏi, chỉ có điều cố chấp quá thôi hà. Đừng nói chuyện Minh Quân nữa, anh thế nào, đã quen chưa? Xong huấn luyện ban đầu là ok rồi, bây giờ mỗi ngày cứ vậy mà tập luyện rồi học hỏi thôi hà. Ăn ngủ đúng giờ, lao động tốt, học tập tốt. Anh đen thui rồi, phơi nắng dữ lắm hả? Nắng mưa xình lầy gì cũng thử qua hết rồi, muốn như lúc trước thì nằm mơ đi. Thế thì còn là lính gì nữa chứ? Anh thích thế này hơn, cũng dễ phân biệt với Hoàng Ân hơn. Cứ muốn thế này mãi, khỏi phải suy nghĩ cái gì nữa. Hồng Ân này, dù anh có muốn đi lính luôn, cũng phải học lên. Không phải nói muốn lười thế nào là lười thế ấy đâu đó nha. Vài bữa nữa bị người ta tống về cho mà coi. Cũng không có định là sẽ đi luôn. Ở trong ấy có quen được thằng bạn, thuộc dạng công tử con nhà giàu, quậy phá đủ kiểu, bị tống đi nghĩa vụ để mà cải tạo. Cũng có đại gia chịu cho quý tử đi nghĩa vụ nữa sao? Chắc là quậy không có vừa ha. Thằng đó nó cũng giỏi lắm, nhưng trình độ phá của cũng không có kém. Nó mê xe nên trong nhà cũng chiều, có salon xe riêng, có cả gara sửa chữa nữa. Nghe nó nói chuyện xe cộ mà anh cảm thấy hứng thú. Thì bình thường Hồng Ân cũng mê mãi mấy cái chiếc xe lắm mà. Hồng Ân có chuyện hứng thú muốn làm, dĩ nhiên là Hoàng Ân cũng vui mừng. Không thì cứ nằm y một chỗ mãi, tình cảm tương lai có còn gì nữa đâu. Ừ, có bạn cùng sở thích nói chuyện cũng rất hợp. Nhưng anh chỉ ngắm qua ảnh thôi hà, còn người ta là chính thức là tay chơi á nha. Có xe, có cửa hàng, có cả gara nữa. Giải ngũ, anh định đi học sửa xe, vừa học vừa vào gara mà làm. Thằng Hùng nó hứa nó sẽ nhận anh vào làm rồi. Cậu ta có quyền dữ vậy hả? À, mà thiếu gia giới thiệu một người làm công chắc cũng không có khó. Nó nói là gaga là toàn quyền của nó quyết định. Ông chủ chính hiệu đấy, kinh doanh thì có người giúp nó quản lý. Ba mẹ nó cho hẳn nó cái phần đó luôn. Đúng là quý tử ha, con đại gia nào thế? Có nói, anh cũng đâu có biết đâu. Anh có gành cái đạo gia nào với đại gia nào đâu. Nghe rồi anh cũng quên tuốt một tuột hà. Hôm nào hỏi lại đi, em để ý giùm cho. Xem coi cậu ta có nói dốc hay không. Nếu có quyền kinh doanh lớn như vậy, sao còn bị tống đi nghĩa vụ quân sự? Hồng Ân không có dám nói. Hồn sở dĩ bị tống đi nghĩa vụ quân sự là vì liên tục tái phạm nhiều lần cái tội đua xe trái phép. Trong nhà bị công an gọi riết, ảnh hưởng tới uy tín trong công việc làm ăn, nên mới bị tống đi nghĩa vụ quân sự nhằm để cải tạo là chính. Cậu có linh cảm, nếu cậu nói cho Hoàng Ân biết cậu có hứng thú với tốc độ qua lời kể của Hùng thì chắc chắn Hoàng Ân sẽ làm lớn chuyện cho mà coi. Đúng là càng lớn, có những thứ không có dám nói nữa. Dù là anh em thân thiết giống như là cậu và Hoàng Ân đi nữa. Hồng Ân không biết Hoàng Ân cũng giấu cậu một phần sự thật của tính chất công việc
của Hoàng Ân đang làm. Đằng sau vinh quang chính là máu và nước mắt. Có muốn gặp Minh Quân không? Anh ấy hay hỏi thăm Hồng Ân lắm đó. Hoàng Ân không phải thánh mẫu, nhưng giữa Minh Quân với anh em cậu có nhiều ân nghĩa không thể phân rõ ràng. Hồng Ân về không tới chào hỏi anh thì cũng không phải cho lắm. Ngày mai anh đi sớm rồi, Hoàng Ân hỏi xem á, anh ấy tối nay có rảnh không? Anh sang chào một tiếng rồi đi. Không chào được cũng không sao. Người gì mà cứ khiến cho người ta muốn thương không được, muốn ghét lại chẳng có đủ lý do để ghét. Hồng Ân than thở. Hoàng Ân lại cười cười. Nhận giúp đỡ thì phải biết nói tiếng cảm ơn chứ. Ừ, không thể bắt người ta vừa ra tay nghĩa hiệp còn muốn lấy thân báo đáp. Hồng Ân tiếp lời. Thật không có tiến triển gì hả? Hồng Ân đi có bao lâu đâu, muốn tiến triển thế nào hả? Nói rồi không đợi Hồng Ân cù cưa chuyện giữa cậu và Minh Quân thêm nữa, Hoàng Ân lấy máy gọi điện cho Minh Quân. Tối nay anh có nhà không? Anh đang ở tỉnh, tối nay không về kịp. Bên kia giọng Minh Quân trả lời rất nhanh, dường như là đang có chuyện rất là bận lắm. Hồng Ân về phép, muốn ghé qua thăm anh. Hoàng Ân không có đợi anh cúp máy mà nói tiếp luôn. Cậu biết cái kiểu bận rộn như thế này, anh sẽ không để cậu dây dưa lâu. Hoàng Ân đưa điện thoại cho Hồng Ân. Anh ấy muốn nói chuyện với anh này. Hồng Ân nhận máy, chuẩn bị tâm lý là tươi tắn một chút, lên giọng chào hỏi Minh Quân. Chào anh bận hả? Công việc tốt lắm phải không? Dạ, ngày mai em về đơn vị nên định là tối nay qua thăm anh một chút. Dạ, anh không cần để ý đâu, anh lo công việc trước đi. Không cần, thật sự không cần mà. Em cũng đón xe về mà. Anh. Chuyện gì vậy? Bảo anh á là ngày mai sẽ đưa anh đi, kêu anh chờ. Đã nói là không cần rồi mà nhất định. Toàn là một đám độc tài không hà. Hồng Ân nhìn thấy tay đang nhận điện thoại của Hoàng Ân thoáng run. Hoàng Ân, anh không ngờ cái kẻ gây cản trở cho Hoàng Ân lại chính là anh. Cũng không phải anh muốn mà. Ấy nấy làm cái gì? Anh ấy bảo ngày mai về hả? Cứ để anh ấy đưa đi, đường xa đỡ mệt. Thôi, ngày mai anh đi sớm, mặc kệ Minh Quân luôn. Anh ấy cũng không thể buộc anh làm những gì anh không muốn được. Vừa nãy còn bảo là ở tỉnh, chắc là muốn về trong đêm rồi. Hoàng Ân tự lẩm bẩm. Với mình, thấy có tốt thế đâu. Không lần nào hả? Hồng Ân biết không phải lỗi của cậu, nhưng trong bụng cũng áy náy dữ lắm. Cũng không phải. Nhưng nếu em bảo không cần á thì cũng thôi, không có kiên trì nữa. Mai này làm cho lòng Hoàng Anh lạnh rồi, có muốn ân hận cũng không kịp cho mà xem. Lòng em mà lạnh á, người ta lại càng mừng. Thật ra em cũng đang chờ, chờ một lúc nào đó anh ấy làm cho tình cảm trong lòng mình chết đi, chủ động buông tay trước, em lại làm không có được. Sẽ thôi mà, như anh đây này cũng đạt được rồi. Hồng Ân. Ừ, thì mình đối với người ta hết tâm hết sức. Người ta đã biết nhưng mà cũng không có muốn mình. Thương thì cũng cần thương, nhưng chấp nhất, oán hận ở trong lòng cũng bay hết rồi. Khi triệt để hiểu được, muốn mấy cũng không được, thì lòng đã nhẹ nhàng hơn nhiều lắm, không còn uất nghẹn nữa. Vậy phải vui hay buồn giùm Hồng Ân đây? Em cũng muốn được như vậy. Không, không phải là không tin tình yêu, mà chẳng qua mình yêu nhầm người, không phải dành cho mình mà thôi à. Từ từ tìm. Một nửa kia chắc chắn còn chạy rong ở đâu đó, không chừng cũng đang tích cực án than tìm mình ấy chứ. Hoàng Ân cũng đùa, nghe trong lòng nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Yêu của cậu bây giờ không rút ra được, miễn cưỡng cũng làm mình bị thương thêm. Để dành cho thời gian mài mòn từng chút tới lúc nào đó thì cũng sẽ phai đi thôi hà. Khi Minh Quân về tới, Hồng Ân đã đi rồi. Sáng 6 giờ sáng anh đã gõ cửa nhà, nhưng cũng không có kịp. Hồng Ân muốn né, dĩ nhiên phải đi trước khi anh tới. Biết Hồng Ân đi rồi, anh cũng không có nói gì. Chỉ hỏi Hoàng Ân ăn sáng chưa, có đi ăn sáng cùng anh hay không. Hoàng Ân nhìn anh thật lâu, dễ dụa giữa việc muốn đi cùng anh và cái sự giận dỗi trong lòng. Cuối cùng cậu nói, em hẹn thằng Trường rồi, đi cùng anh một lát nó tới không gặp. Gọi báo Trường một tiếng đi. Anh đi suốt đêm về chưa ăn gì, rất đói. Trường chắc cũng đang trên đường đi rồi, để lúc khác vậy. Minh Quân biết rõ Hoàng Ân đang giận dỗi với mình. Anh cũng đã nài thêm một câu, nhưng cậu cũng không có đồng ý. Điều này làm anh khó chịu. Đồng ý rằng anh đã nhìn lại Hoàng Ân rất nhiều, nhưng vẫn chưa tới mức dùng hết mặt mũi để mà làm cho Hoàng Ân vui. Trong lòng
anh và Hoàng Ân chưa lập nên một cái mối quan hệ như thế, hay nói chính xác hơn là anh chưa tự nguyện hết lòng hết dạ cho Hoàng Ân. Không theo cậu nói chuyện ăn sáng nữa, Minh Quân hỏi vài câu về tình hình của Hồng Ân. Hoàng Ân nhất nhất trả lời tỉ mỉ, nhưng chưa nói được mấy câu thì Trường đã gọi inh ỏi ngoài cửa. Em phải đi, anh có đi luôn hay không? Hay nghỉ một chút, nếu đi sao anh khóa cửa giúp em. Được rồi, em đi trước đi, anh cũng đi liền đây. Anh còn một mớ việc phải giải quyết sớm. Hoàng Ân quải ba lô định đi, nhưng trong lòng vẫn thúc giục cậu vớt vát là thái độ làm căng với anh vừa nãy. Hay là ngày mai em đi ăn cùng anh nha, anh rảnh lúc nào, sáng, trưa hay tối, mai em rảnh cả ngày. Mai anh không rảnh, anh chuẩn bị một số thứ để ra Bắc. Vậy sao? Vậy để khi khác vậy, em đi trước đi. Hoàng Ân cảm thấy thật khó khăn mà để nhấc chân đi. Một bữa cơm, thật cũng làm khó anh quá. Hoàng Ân đi rồi, Minh Quân lại cảm thấy vừa rồi, hình như mình làm cái gì đó không có đúng. Thái độ khi đi của Hoàng Ân thất vọng không có giấu được. Nhưng anh nói cũng đâu có sai, công ty đã mở rộng địa bàn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, anh chạy đông chạy tây không kịp thở nữa mà. Minh Quân nhìn một vòng quanh nhà, vắng vẻ hơn cái khoảng thời gian anh ở đây rất nhiều. Không vắng cũng không được, chỉ có mỗi Hoàng Ân ở. Đồ đạc trong nhà nhiều chỗ phủ khăn che, chứng tỏ là Hoàng Ân cũng không có mấy khi sinh hoạt ở trong nhà. Nhà bếp càng tệ hơn, hầu như là lạnh tanh. Hoàng Ân thì không có nấu nướng, cậu muốn nấu cũng không có thời gian, ngủ còn không có đủ thời gian nữa là không chỉ là nấu ăn. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi Hoàng Ân và Minh Quân thiết lập mối quan hệ tìm hiểu lẫn nhau, nhìn vào sinh hoạt của Hoàng Ân. Đi sớm về trễ, bếp thì không có sử dụng, nhà thì chỉ sinh hoạt vài chỗ, chủ yếu là phòng ngủ. Minh Quân nhìn một vòng phòng ngủ của Hoàng Ân. Cậu là sinh viên, còn Kim là người mẫu, nhưng hình như trong phòng không có thấy có thứ gì liên quan mấy. Sách vở thì có chút ít, quần áo lại chẳng thấy gì. Ở nhà anh càng không có để đồ đạc gì của Hoàng Ân. Theo hiểu biết của anh thì một người mẫu không thể đơn điệu như vậy, phải hỏi Hoàng Ân một chút mới được. Chưa kể, phải trông chừng hai anh em Hoàng Ân giúp bà Như Thị nữa. Anh thấy mình cũng nên để mắt tới Hoàng Ân thêm một chút nữa. Thời gian này anh hơi bận cho nên hơi lơ là nhiều. Tuyển được người phụ trách vừa ý, anh sẽ bớt không ít việc. Tạm thời cứ như vậy trước đã. Nhưng cái anh dự tính nó lại không có theo kế hoạch. Minh Quân ngày càng làm ăn được, tiếp được nhiều hợp đồng mới, chi nhánh văn phòng cần thiết lập, quản lý nhân viên cần tuyển, giải quyết xong cái này, cái mới lại bắt đầu. Đến bản thân anh cũng không ngờ là mình có thể bước tới cái bước này nhanh như vậy. Theo dự định của anh, 07 thì cũng phải 10 năm mới có thể. Cứ như thế, Minh Quân bị công việc cuốn đi. Có người đàn ông nào có thể buông tha cho sự nghiệp của mình chứ? Không làm cho càng ngày càng lớn thì thôi, làm gì có cái chuyện kìm cho nó chậm phát triển lại. Cho nên mới nói, Hoàng Ân không đủ sức nặng để đấu với sự nghiệp của trong lòng Minh Quân. Hay nói cậu xui xẻo để cho công việc của Minh Quân phát triển ngay cái lúc hai người cần vun đắp tình cảm nhất. Cuối cùng thì dù Minh Quân không có một cái mối tình nào dắt vai, không có thời gian để ý ai, cũng chẳng có tinh lực chú ý tới Hoàng Ân, ngoài cái việc cậu sinh hoạt học tập đàng hoàng và an toàn, kéo theo dự tính tìm hiểu cậu cũng bị lãng quên luôn. Ai vui cứ vui, ai thất tình cứ thất tình, ai phấn đấu cho sự nghiệp thì cứ phấn đấu cho sự nghiệp, thời gian thì cứ có ngừng trôi đâu. Hồng Ân đi cả năm, Hoàng Ân mới đi lên thăm cậu được một lần. Không sai, cho tới khi giải ngộ chỉ có một lần duy nhất đó, nhưng đem cho Hồng Ân nhiều tin giật gân. Không dư thời gian lên thăm anh, dạo này phải lo kiếm tiền. Hồng Ân chúc mừng em đi, cát xê của em tăng 7 con số rồi đó. Hoàng Ân hớn hở mà xòe cái 7 ngón tay ra khoe. 7 số, lên hàng chục triệu rồi hả? Không đùa đó chứ, anh nghe nói người mẫu một tháng trời mới kiếm được nhiêu đó mà. Ừ, không sai đâu, nhưng em anh thì có khác nha. Vậy cho anh vay một ít để tiêu đi. Có điều, tiền phải trả nợ hết rồi, không có cho anh vay được. Hoàng Ân tỉnh queo tạt nước lạnh vào mặt hí hận của Hồng Ân. Gì? Mới nói là cách xê 7 con số mà, bây giờ quay qua mắc nợ là sao hả? Thì nợ tiền quần áo, tiền nhân viên, tiền đào tạo của công ty. Anh tưởng làm người mẫu thì không có bỏ ra chi phí gì chắc hả? Hết rồi, không có dư cho anh vay đâu, anh tự lo đi. Vậy mà cũng khoe. Hồng Ân bĩa môi.
Này này này, nhưng mà anh mày khoe là có miếng đó nha, không chỉ tiếng như em đâu, qua đây giới thiệu bạn bè cho nè. Hồng Ân dẫn Hoàng Ân ra cái chỗ đám bạn tụ tập ở bên ngoài. Hôm nay thần nhân lên thăm nhiều, cái đám tụ tập gần đó, chờ có người nhà lên phụ cấp hay không. Ê nè, giới thiệu anh em tôi, giống không, thấy tận mắt rồi đó nha. Hồng Ân mặt mày tí tởn mà kéo Hoàng Ân giống nhau mà khoe như là khoe của quý vậy đó. Hoàng Ân nhìn một đám thanh niên trạc trạc cậu, quần áo chỉnh tề, nhưng thái độ thì không thể nào nói nổi. Ngông nghênh có, nhưng cũng pha chút trầm trầm, một chút cái cảm giác có quy củ nề nếp, nhưng cũng có cái cảm giác coi trời bằng vung. Hồng Ân kết bạn gì thế này? Nhưng từ những người này so sánh, cậu phát hiện Hồng Ân có nhiều thay đổi. Nghe cách Hồng Ân nói chuyện, không có còn cái kiểu lịch sự lễ phép như trước, có vẻ phóng khoáng hơn, ngông nghênh hơn. Không thấy mất lịch sự, nhưng cũng không có cái kiểu hiền lành khiêm tốn như trước. Em trai người mẫu của cậu đấy sao? Xin chào, xin chào. Một đám lần lượt bắt tay cậu niềm nở nồng hậu chào đón. Cũng không có đến nỗi không phân biệt được. Chẳng phải cậu nói mẹ cậu cũng không phân biệt được hay sao, Hồng Ân? Đương nhiên bây giờ là nhìn ra được rồi. Tôi nói là lúc trước kia kìa. Bây giờ nó mỗi ngày ăn no mặc đẹp, trốn ở trong nhà, làm sao mà giống tôi được. Hồng Ân kéo Hoàng Ân chen vào cái đám bạn khoanh chân ngồi trên cỏ, mỗi người một tiếng cười cười nói. Hồng Ân, Hùng là người nào? Hoàng Ân không quên người bạn đặc biệt mà Hồng Ân hay nhắc tới. Nó đây. Hồng Ân chỉ một người ngồi ngay bên cạnh mình. Lớn hơn mình một tuổi, nhưng mày tao riết rồi, cũng quen, không có cần kêu bằng anh đâu. Người được giới thiệu một lần nữa, chào Hoàng Ân. Người mẫu, tìm tôi có chuyện gì? Hay là cái thằng này nói xấu gì tôi với cậu đúng không? Hồng đập vai của Hồng Ân một cái, cười đùa phóng khoáng mà nói. Hoàng Ân có hơi bị dị ứng khi mà bị gọi là người mẫu, nhưng chưa kịp tỏ thái độ thì liên tiếp bị một đám gọi người mẫu. Người mẫu, ký cho tôi một tấm ảnh đi, tôi biết cậu dạo này có tiếng lắm á nha, đem về dù con em tôi, cho nó chịu khó lên tiếp tế tôi một chút. Phải đó, người mẫu, tốt nhất là chụp chung vài tấm, về dù chị em phụ nữ chiếu cố chúng tôi nhiều một chút. 2-3 tháng nay không có ma nào lên thăm chúng tôi hết trơn á. Thế là một đám nhao nhao, không có một chút hình tượng nào, đòi chụp hình, đòi ký tên, áp nhau chọc cho Hoàng Ân không biết mở miệng nói thế nào. Nói đồng ý, rồi hùa theo hay tỏ thái độ khiêm tốn rồi từ chối. Nhưng không đợi Hoàng Ân nói được hay không, một đám tự ý coi như là Hoàng Ân đã đồng ý. Thế là cứ thi nhau mà bá vai bá cổ, chụp thế này, chụp thế kia. Hồng Ân thì ngồi một bên cười cổ vũ khoái chí, nhìn Hoàng Ân dở khóc dở cười. Ở đâu mà chui ra một cái đống hối cua tầm 5 tầm 3 làm fan vậy trời. Tầm 5 tầm 3 bà tám chán chê, thỉnh thoảng lại có thêm một người vào tham gia hay có một người rời đi gặp người thân. Mãi tới khi Hồng Ân đưa Hoàng Ân ra về mới nói riêng được với nhau được mấy câu. Thằng Sang bỏ Thiên Nga rồi đó. Nó lúc này nổi lắm, nhưng mà em thấy hình như cũng có chuyện. Nghe anh Lộc nói nó đi sai đường. Có Đình Tuấn bao mà lo cái gì? Sao Đình Tuấn chịu cho nó đi công ty khác? Cũng hơi ngạc nhiên rồi nha. Không biết nội tình thế nào, nhưng theo em biết thì Đình Tuấn ra viện là về luôn rồi. Về? Ừ, theo anh ấy về, về anh đó. Hồng Ân bị một cái cảm giác hụt hẫng không thể tả mà đánh úp. Có cái cảm giác tim phổi bị rút đi một cách chóng mặt, làm cho cậu choáng váng. Hồng Ân này, làm sao vậy? Thấy mặt mày của Hồng Ân xanh mét, Hoàng Ân cũng hết hồn. Không, chỉ là tự dưng thấu hiểu được vì sao ngày xưa em sợ Minh Quân không quay về đến như thế. Ở cùng một thành phố còn không có hy vọng, cách xa như thế. Cái cảm giác tuyệt vọng khó mà chấp nhận được. Hồng Ân, hai người không còn gì nữa. Anh cố gắng đừng có nghĩ nữa. Hoàng Ân không khuyên Hồng Ân quên cái kẻ xấu xa kia đi, vì cậu biết có khuyên cũng vô ích. Anh biết, thằng Sang còn ở đây, chắc anh ấy về dưỡng bệnh vài ngày rồi lại sang. Nghe nói là họ chia tay rồi, là thằng Sang bỏ đi trước, đáng đời. Hoàng Ân cũng giấu không có được cái sự bất bình thay cho Hồng Ân, nên mắng thêm một câu. Ừ, ai đáng đời cũng không liên quan tới mình nữa. Vậy mà hôm đó còn bảo anh ta lựa chọn rồi đuổi anh đi. Cuối cùng, mình cũng là kẻ bị bỏ, đáng đời, còn dám coi anh như trai bao, ăn bánh trả tiền nữa chứ. Hai anh em nhìn nhau bật cười, nó bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là khó chịu muốn mắng chửi là thật.
Mắng đi, mắng cho đã đi, rồi quên đi, không nhớ nữa. Mẹ có gọi điện cho em không? Cả năm rồi không có liên lạc với mẹ. Thằng em ngang hồng đó chắc cũng chui ra rồi hả? Tên tiếng Anh là John Ho, tiếng Việt là gì nhỉ? Quang Ân dừng 3 giây. Gọi là gì? Đừng nói là có chữ ân ân nữa nha. Anh em mình là sinh đôi mà. Thấy bộ dáng của Hoàng Ân, Hồng Ân cảm giác cái tên của thằng em của mình cũng có vấn đề đáng quan tâm á nha. Hình như, gọi là Thiên Ân á. Trời, mẹ không có khiếu đặt tên hả? Một đám gọi là Ân, mai mốt gọi một tiếng, cây dạ cả đám luôn, đỡ tốn sức ghê ha. Hồng Ân cao mày tưởng tượng, cười không có nổi. Cái này anh nên hỏi mẹ, em chỉ được thông báo thôi à. Thiên Ân đủ tuổi, mẹ sẽ đem thằng nhóc về thăm. Nghe nói dựng John làm cũng tốt lắm, trước mắt còn phải ở Cam vài năm nữa. Để mẹ đi cùng dượng tốt hơn mà, vợ chồng hạnh phúc. Ở đây hai anh em mình có ai ở nhà đâu. Nói mới nhớ tụi mình cũng còn một thằng em ngang hông ở chỗ ba. Đừng có nói là nó cũng tên cái gì đó Ân luôn đó nha. Không, kêu là Chí Công. Thằng nhóc đó tương lai mệt lắm mà nha. Hổng ai trông chừng, hư là cái chắc. Ba với người đàn bà đó suốt ngày hục hặc với nhau hà. Vậy mà ngày xưa... Hồng Ân muốn nói rồi lại thôi, cái chuyện yêu không yêu, bỏ người này lấy người kia cuối cùng chẳng ra gì, không phải cậu mới thấy lần đầu, trách cũng chẳng trách được gì. Huống chi mẹ cậu bây giờ tốt lắm, dượng John cũng thương mẹ nữa. Bây giờ sống tốt hơn khi sống với cha của hai cậu nhiều. Làm con ai chẳng muốn cha mẹ sống cùng nhau, nhưng làm người trưởng thành rồi, đã hiểu biết rồi, nên nhìn vào sự thật thì đúng hơn. Khi nào mẹ về, em sẽ đưa mẹ lên thăm. Lúc này em hơi bận, có chuyện gì cần á thì tìm em chứ đừng chờ em gọi. Biết rồi, đại siêu sao à, giàu có rồi, nhớ cho anh tiền tiêu vặt đấy. Được rồi, mỗi tháng sẽ cho anh 100. Hoàng Ân cũng chẳng để ý mấy lời bông đùa của Hồng Ân, hồ theo một chút rồi ra về. Kèo thế! Hoàng Ân vừa đi khỏi, Hồng Ân bấm điện thoại gọi cho Thắng. Bên kia vừa alo, cậu theo thói quen bỗng cũ mà soạn lại. Anh Thắng, em xin lỗi. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Thắng đã ngắt lời Hồng Ân. Này 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 Hồng Ân à, từ nay đừng có mở đầu bằng cái câu này nữa được hay không? Anh tuy là người đứng bên phe giặc, nhưng luôn luôn là muốn ủng hộ em, là bạn của em mà. Hồng Ân nghe Thắng ví Đình Tuấn là giặc thì bật cười. Cậu biết anh Thắng không có còn theo Đình Tuấn nghĩ xấu về cậu nữa, nên cậu thuận theo anh. Anh Thắng là một người rất được, cậu cũng thích có một người bạn như anh. Vậy anh cho em hỏi về giặc một chút được không? Thắng im 3 giây rồi cười trừ. Được, muốn hỏi gì, biết cái gì anh khai tất cho. Không biết thằng bạn đang trốn ở cái lu đằng kia cũng khai luôn. Muốn biết cái chuyện gì nè. Anh ấy về rồi hả anh? Ừ, về anh rồi. Hồng Ân không biết bên kia đầu dây Thắng đang gọi trên bàn phím. Hồng Ân đang gọi cho tôi nè. Cả năm trời mới nghe tin, muốn hỏi thăm cậu này. Muốn tôi nói thế nào đây? Anh ấy với Sang sao rồi anh? Chia tay từ khi hắn còn nằm viện lận. Thắng trả lời thản nhiên, giống như là chuyện hiển nhiên vậy. Cái tên khốn kia. Em xin lỗi, em nói bậy. Thắng tiếp tục sự nghiệp gõ chữ. Hồng Ân không biết cậu đã về nhà, lại hỏi tôi chuyện cậu và Sang chia tay. Tài thì nhắn tin, nhưng miệng lại cũng không có quên trả lời Hồng Ân. Không sao, họ anh biết chuyện thì cũng chửi bậy lắm. Anh này, anh ấy không sao chứ? Không sao là thế nào? Em muốn hỏi về cái vấn đề gì? Thắng lại tiếp tục nhắn tin. Biết cậu thất tình, Hồng Ân hỏi cậu có làm sao không đấy? Muốn tôi trả lời thế nào? Cần người an ủi không? Hay là cậu có người yêu mới? Nghe nói cậu có người yêu mới rồi phải không? Thắng không quên gõ rồi gửi đi. Bên này, Hồng Ân vẫn tiếp tục hỏi. Anh ấy có xuống tinh thần không? Có... Anh biết em muốn hỏi thế nào mà. Hồng Ân nhăn nhó mà hỏi. Nó về nhanh quá. Từ đó tới nay anh có chưa gặp nó lần nào hết á. Nên anh không có trả lời em được. Để anh gọi cho nó hỏi thử xem. Em muốn hỏi gì nói một lần luôn đi. Anh tìm nó hỏi luôn cho tiện. Thắng cần mẫn làm gián điệp hai mang. Đừng anh. Tại em mới biết chuyện nên hỏi thăm một chút thôi à. Anh đừng có để ý. Em cúp máy đây. Anh khỏe nha. Ừ. Lần sau có tin gì thì anh báo cho em. Cảm ơn anh. Thôi chào anh nha. Hồng Ân cúp máy rồi, Thắng vẫn tiếp tục gõ. Hồng Ân vừa biết chuyện cậu chia tay thất tình, đau khổ ôm về nước. Nếu cậu ở đây, Hồng Ân sẽ đến an ủi cậu đó.
Tôi nói xạo đấy, mơ đi. Người ta cả năm mới biết tình hình của cậu mà, đã không thèm quan tâm cậu nữa rồi. Em có biết nhiều chuyện sẽ có ngày mang quạ không hả? Hụ nhìn Thắng lớn già đầu rồi mà còn hành động như trẻ con. Đâu có đâu. Anh về rồi hả? Ăn cơm chưa? Bà xã về rồi, chuyện công ty mai nói tiếp. Dù gì cậu cũng chưa có định tiếp quản Thiên Nga mà. Bye nha. Nói rồi Thắng không đợi Đình Tuấn bên kia chào hỏi gì cả, mà quăng bạn bè chạy theo người yêu. Bà xã là nhất mà. Đình Tuấn đang trò chuyện với Thắng về cái chuyện có nên giữ Thiên Nga cho mình hay không, thì bị Thắng gợi cho mấy câu làm anh phải suy nghĩ. Anh chị em trong nhà đều có gia đình, con cái đề quê, cha mẹ cũng đã lớn tuổi, ông bà muốn phân chia gia sản cho con cái rồi về hưu, gia đình đang quyết định chia như thế nào. Riêng Thiên Nga, mẹ anh muốn trực tiếp hỏi anh là có muốn nói hay không. Câu hỏi đồng nghĩa với cái ý là anh có dự định quay lại Việt Nam hay không. Chuyện người yêu của mình, anh đã dành thời gian nói chuyện với ba mẹ để bà đừng thắc mắc và theo tra hỏi anh riết. Mẹ anh có vẻ yêu thích Hồng Ân hơn là Sang. Không chỉ mẹ mà cả gia đình đều như thế. Từ khi biết ngày hôm đó người họ không có nhận nhầm người, lại biết vì sao Hồng Ân có mặt ở bệnh viện, anh ăn mắng không biết bao nhiêu mà nói. Nhất là bà chị của anh, chị anh liếc ngang liếc dọc, không biết ông do nói thế nào mà ai cũng bên Hồng Ân chầm chầm hà, trong khi chưa một lần chính thức gặp mặt. Chưa kể chị anh còn nói may mà anh chưa đưa Sang về nhà nữa chứ. Ở nhà suốt một năm dài, anh không tham gia công việc gì của gia đình cả. Một kỳ nghỉ phép dài hạn. Hơn nữa, anh cần phải tập trung sử dụng cái bàn tay không được thuận của mình. Muốn viết, muốn ký cái gì cũng cần đến bàn tay. Đình Tuấn nhìn bàn tay lạnh lẽo không hơi ấm của mình. Bàn tay giả anh luôn dùng cái găng tay tối màu để che lại. Chăm chỉ suốt một năm, anh đã có thể sử dụng lưu lót, ký, viết tên, gõ chữ, sinh hoạt hàng ngày cũng không bị cản trở. Tuy không thể nhanh chóng như khi đủ hai bàn tay, nhưng cũng không ảnh hưởng tới chất lượng sinh hoạt hàng ngày. Lại nói, khi anh đã có thể bắt đầu làm việc, cha mẹ anh lập tức không muốn anh tiếp tục nằm nhà nữa. Họ muốn anh chọn một địa phương để tiếp nhận. Họ không bảo anh trực tiếp về Thiên Nga, nhưng lại hỏi ý anh có muốn sở hữu nó hay không. Có lẽ ngoài anh, ai cũng nghĩ anh và Hồng Ân có cơ hội quay lại với nhau. Và cũng nên quay lại với nhau. Hồng Ân đến bây giờ mới biết anh không còn ở Việt Nam. Anh đã nói với cậu rằng anh biết anh bỏ cậu là sai. Dù biết sai nhưng cũng không có sửa. Vậy mà cậu vẫn hỏi thăm anh. Chuyện đã qua một thời gian dài. Nếu anh có thất trí hay là gì gì đó thì nó cũng đã trôi qua lâu rồi. Hỏi thăm có làm được cái gì đâu. Nhưng Hồng Ân vẫn tìm Thắng hỏi. Anh có bao nhiêu trọng lượng ở trong lòng của Hồng Ân? Hình như càng ngày anh càng nhận ra rằng anh đã không biết mình có bao nhiêu giá trị trong lòng của Hồng Ân. Một lần phát hiện vấn đề lại càng nhận ra anh quan trọng, thật là quan trọng đối với Hồng Ân. Đình Tuấn thôi không nhìn mấy cái dòng mà Thắng gửi cho anh nữa. Anh đốt điếu thuốc, kéo màn cửa nhìn bên ngoài. Anh cách Hồng Ân thật xa, cậu từng oán than. Anh về nhà là cậu như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Anh mà không quay lại, cậu làm sao mà tìm? Anh chưa từng nghĩ đến cái sự bất lực của Hồng Ân trong mối quan hệ với anh có bao nhiêu thấp thỏm bất an. Anh chỉ biết lợi dụng nó để làm cái lợi thế cho anh bỏ lại cậu. Cứ đem vị trí anh so ngang với Sang, vị trí của Hồng Ân với anh mới thấy bị người phủ nhận tình yêu của mình một cách tàn nhẫn mới thấy lòng bất kham đến cỡ nào. Chưa kể đối với Sang, anh ở trên mà còn cảm thấy không có chịu nổi. So với Hồng Ân lại ở thế dưới, anh khó chịu gấp bao nhiêu lần nữa đây. Đình Tuấn để lại một tin nhắn cho Thắng. Khi chia tay Hồng Ân khó chịu lắm sao? Ngày hôm sau, anh nhận một cái bàn tường trình thật dài. Có những chuyện anh đã từng nghe Thắng kể, cũng có những chuyện anh chưa từng được biết. Hồng Ân thì không đậu đại học, đi nghĩa vụ quân sự. Anh nhớ cậu nhất cố gắng học dữ lắm. Từ lúc chia tay nhau đến kỳ thi, cậu còn một khoảng thời gian ngắn. Tâm trạng của Hồng Ân đâu chỉ dùng hai từ khó chịu mà để hình dung. Phải nói là suy sụp mới đúng chứ. Vậy thì cậu nhóc lấy cái tâm trạng gì mà đến chăm sóc anh? Đình Tuấn bỗng nhận ra mình ngốc vô cùng. Anh luôn tìm một cái hình bóng hoàn hảo để mà làm bạn đời. Người ấy từ ngoại hình đến tâm hồn đều phải giống như anh luôn tưởng tượng, luôn tìm kiếm. Rồi anh sẽ yêu, sẽ cưng chiều, dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho người ấy. Người ấy cũng vậy, sẽ yêu anh, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho anh. Anh vẫn thầm than, thật khó tìm được một người yêu mình vô điều kiện. Nhưng không ngờ,
chỉ vì bề ngoài, cuối cùng anh bỏ qua cái điều mà anh luôn muốn nhất, luôn tìm kiếm nhiệt tâm nhất, tình yêu. Anh yêu không chưa đủ, người ấy cũng phải yêu anh. Người ta yêu anh không chưa đủ, anh cũng phải yêu người ấy. Người yêu anh đã tìm thấy. Vậy anh có yêu Hồng Ân không? Yêu, chắc là có. Bây giờ anh mới biết là có, nhưng nhiều bao nhiêu thì anh không biết. Có điều, anh biết trong suốt thời gian, ngoại trừ cái thời gian ban đầu suy nghĩ tới Sang, dần dần anh chỉ nghĩ tới Hồng Ân. Nghĩ Hồng Ân tại sao làm như vậy, nghĩ trước kia khi ở bên Hồng Ân, anh đã làm những gì, cậu đã làm những gì. Càng nghĩ càng thấy thú vị, càng cảm thấy muốn nghiền ngẫm lại nó. Rồi anh không suy nghĩ đến Sang nữa, mà từ lúc nào anh cũng không hay. Hồng Ân đã học lái xe chưa? Hay vì hai người chia tay mà bỏ dở? Anh bây giờ thật sự chỉ có thể ngồi ghế phụ. Hồng Ân có còn muốn chở anh nữa hay không? Anh thật sự nghĩ về Hồng Ân rất nhiều, nhưng chưa có ý định quay lại Việt Nam, vì anh cũng rõ ràng những gì anh làm với Hồng Ân thật sự khó mà tha thứ được. Bị người yêu bỏ rơi mới nhớ đến cậu, nói anh thật ra vẫn thích cậu. Nếu là anh cũng chẳng tin, huống chi là Hồng Ân. Đó cũng là lý do vì sao anh không muốn tiếp nhận Thiên Nga. 10 phần muốn về, nhưng 9 phần chẳng có kết quả. Cuối cùng, anh đem chuyện này bàn với Thắng. Dĩ nhiên, anh chẳng nói trắng ra ý định của mình, chỉ quanh co chuyện công ty hoạt động thế nào. Nhưng Thắng lại nói, Hồng Ân hỏi thăm tình hình của anh. Điều này nó có một cái ý nghĩa hoàn toàn khác. 9 phần không thể kia đã có chút hy vọng. Người yêu của chú tới kìa. Tiếng gõ cửa chưa dứt, cửa đã bị đẩy ra. Thằng nhóc con trai lớn của anh trai anh nhanh nhạo thò đầu vào gọi. Đã bảo không phải là người yêu mà, con đừng có nói lung tung. Nhưng mà chú ấy bảo như vậy mà. Thằng nhóc bướng bỉnh cãi lại. Khi nào chú bảo phải thì mới là đúng, không thì không có. Bảo khách đợi một lát chú sẽ xuống liền, không có nói lung tung nữa đó. Dạ dạ, biết rồi. Thằng nhóc làm bộ dáng ông cụ non rồi chạy đi mất. Đình Tuấn nghĩ tới cái người thằng cháu gọi là người yêu của anh mà cảm thấy chán nản. Có lẽ anh quyết định về Việt Nam nhanh nhanh mới tốt.